Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Chào các bạn, người dân Trung Quốc đang trong tình trạng giờ khóc giờ cười, kiểu không biết nên vui hay buồn với cái kết quả chống tham nhũng của đất nước. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là vì chính quyền Trung Quốc đang đánh tham nhũng quá quyết liệt. Thế nên ngày càng có nhiều vụ án tham nhũng long trời lở đất, vạch được nhiều quan tham, thu hồi được nhiều tiền thì người dân nên vui, phải không? Nhưng mà càng nhiều vụ tham nhũng thì chứng tỏ có quá nhiều quan chức tham lam và như vậy thì lại nên buồn. Dù sao thì vui hay buồn cũng được, nhưng trong quá trình theo dõi việc tham nhũng ở Trung Quốc, mình thấy có một bài phân tích cực kỳ thú vị, một cái nhìn rất khoa học về hành vi tham nhũng. Và có lẽ chỉ có ở Trung Quốc mới có kiểu phân tích này. Vì nước khác, người ta bắt được vài vụ tham nhũng là báo chí đang ầm ầm rồi. Đằng này ở Trung Quốc, chỉ trong ngành y tế đã có hàng trăm ông giám đốc bị bắt, tới 4.000 vụ án được khởi tố chỉ trong một thời gian ngắn. Nhờ lượng dữ liệu này mà các nhà phân tích có thể nhìn thấy những điều rất thú vị. Đầu tiên phải nói rằng tham nhũng ở Trung Quốc rất khủng khiếp. Ví dụ như vài năm trước, một ông giám đốc Bệnh viện Nhân dân 1 tỉnh Vân Nam khi đang ứng cử lên một vị trí cao hơn thì ông này bất ngờ bị điều tra. Và công an đã phát hiện ra rằng trong 10 năm công tác, ông ta đã có hành vi tham nhũng lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Mình đổi qua tiền Việt cho các bạn dễ hình dung. Trong đó thì khoảng 150 tỷ là tiền mặt và 100 căn nhà và chung cư. Ông này tham đến mức bệnh nhân thì phải cống nạp để được bác sĩ giỏi điều trị, nhân viên thì phải cống nạp để được tuyển dụng vào bệnh viện, còn các doanh nghiệp thì phải cảm ơn để được bán thuốc và thiết bị y tế. Nhìn chung là thấy cái gì ông ta cũng ăn. Một ông khác cũng rất nổi tiếng là giám đốc bệnh viện số 2 Thường Châu, chuyên gia về phẫu thuật ngực. Đáng lẽ ông ta luôn được nhân dân kính trọng vì tài năng của mình đã cứu sống hàng nghìn người bệnh. Thế nhưng sau khi biết được tài năng tham nhũng của ông ta thì người dân đã chuyển sang đôi mắt hình viên đạn. Cụ thể là ông ta đã tham nhũng khoảng 500 tỷ đồng. Khi cảnh sát khám nhà, họ đã phát hiện ông ta giấu 30 cân vàng trong phòng bí mật. Còn tiền mặt thì có tới 120 tỷ. Ngoài ra còn có 20 căn nhà nữa. Chỉ là một giám đốc bệnh viện của một thành phố tương đương với một quận của Hà Nội mà đã tham nhũng tới hàng trăm tỷ thì có thể thấy mức độ tham nhũng của Trung Quốc thật sự khủng khiếp. Bảo sao con cháu quan chức Trung Quốc có nhiều tiền để sang Mỹ đi du học như vậy? Vậy thì tham nhũng ngành y tế của Trung Quốc có gì thú vị để phân tích? Thì theo một nghiên cứu với khoảng 4.000 vụ án tham nhũng trong ngành y tế ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2019 được xuất bản với tiêu đề Hiểu biết về tham nhũng y tế ở Trung Quốc đã chỉ ra rằng thứ nhất là việc cống nạp cho bác sĩ thông qua hình thức đưa phong bì đã dần biến mất. Trước đây thì bệnh nhân đưa phong bì cho bác sĩ ở Trung Quốc rất là phổ biến. Tuy nhiên đến năm 2018, tỷ lệ đưa phong bì rất thấp hoặc ít nhất là không còn bị bắt quả tang nhiều như trước. Trong phân tích chỉ có 0,4% bệnh nhân ngoại trú và 1,4% bệnh nhân nội trú đưa phong bì. Vậy thì tại sao tình trạng đưa phong bì lại dần biến mất? Thực tế bài phân tích cho thấy hành vi đưa phong bì giảm không có nghĩa là các bác sĩ Trung Quốc ít tham nhũng hơn, mà chỉ là họ chuyển sang cách tham nhũng ít bị đánh giá hơn, ít làm xấu hình ảnh của người bác sĩ hơn. Cụ thể thế này, các hình thức tham nhũng phổ biến trong ngành y ở Trung Quốc bao gồm 68% là hối lộ hay lại quả từ các công ty bán thuốc và thiết bị y tế, 23% là tham nhũng qua việc ăn cắp vật tư bệnh viện, ví dụ ăn cắp thuốc, đồng thời qua việc tuyển dụng, quản lý nhân sự, và cuối cùng là 9% là gian lận, ví dụ khai man thông tin với bên bảo hiểm để chiếm đoạt tài sản. Tại sao việc tham nhũng lại chuyển hướng từ nhận phong bì sang nhận hối lộ các công ty? Thì theo bài phân tích, việc nhận hối lộ dù nhiều hay ít cũng đều là một hành vi trái với đạo đức và pháp luật, cho nên bác sĩ sẽ bị nhân dân đánh giá là mất hình ảnh của bác sĩ. Thay vào đó, nếu họ nhận hối lộ từ các công ty bán thuốc rồi chấp nhận đẩy giá thuốc cao thì tiền họ bỏ túi vẫn vậy, thậm chí là nhiều hơn. Còn giá thuốc cao thì bệnh nhân đỡ được tiền phong bì nhưng lại tốn tiền thuốc, chung quy là vẫn mất một nấy tiền. Vậy bác sĩ thay vì nhận trực tiếp từ bệnh nhân thì lại nhận thông qua các công ty bán thuốc, như vậy đỡ mang tiếng, các bệnh nhân không phải đưa phong bì nhưng phải trả tiền thuốc đắt đỏ, mà như vậy thì không kêu ai được. Thực tế là không phải mình thuốc và dược phẩm chỉ chiếm có 32% tỷ lệ hối lộ, thiết bị y tế chiếm 26% và cơ sở hạ tầng chiếm 16%, vật tư dùng một lần chiếm 12%, các loại khác chiếm 14%. Và cũng theo phân tích thì có một nguyên nhân rất phổ biến mà những người bác sĩ phạm tội đều khai giống nhau, đó là họ nhận hối lộ và tham nhũng vì áp lực. Vậy áp lực là gì? Thứ nhất là áp lực về cuộc sống gia đình,
Hóa ra bên Trung Quốc, rất nhiều y bác sĩ cũng kêu rằng mức lương của họ là thấp, không đủ sinh hoạt nên họ mới phải tham nhũng để có thêm thu nhập. Và thứ hai là áp lực về lợi ích nhóm. Cụ thể là nếu một số nhiều các bác sĩ tham nhũng mà những người khác liêm khiết không tham nhũng thì họ sẽ bị cô lập. Giống như việc cuối năm phải đi Tết sếp, không đi thì bị sếp gây khó khăn, nhưng nếu đi thì lấy tiền đâu, lại phải tham nhũng để bù vào. Như vậy, nếu không tham nhũng thì không có tiền biếu sếp, mà không có tiền biếu sếp thì công việc có thể gặp khó khăn. Thế nên lợi ích nhóm là như vậy. Bài phân tích kết luận rằng khả năng cạnh tranh cốt lõi của các công ty dược đã được chuyển thành khả năng mua chuộc và hối lộ. Tuy nhiên, chúng được bọc dưới cái vỏ là chi phí tiếp thị. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc thông tin cho thấy chi phí tiếp thị của các công ty thuốc rất cao, trong khi chi phí nghiên cứu thì lại rất thấp. Câu hỏi mà báo chí đặt ra là chi phí nghiên cứu thấp thì làm sao tạo ra sản phẩm chất lượng, mà những sản phẩm đó không chất lượng thì làm sao lại vẫn cạnh tranh và tồn tại được? Thế thì có gian lận nào ở đây hay không? Cuối cùng, bài phân tích cho rằng việc bắt nhiều quan chức cũng chỉ là cách chống tham nhũng theo phong trào, gian đe tội phạm trong thời gian ngắn. Muốn hiệu quả thì phải tìm cách lâu dài, như là tiêu chuẩn hóa việc mua thuốc, vật tư y tế, đồng thời tạo ra cơ chế để bác sĩ có mức thu nhập xứng đáng hơn. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!